Biết rồi đúng không? Photoshop thì không cần phải nói đâu. Mình sẽ cài After Effects. After Effects thì yêu cầu là bản CC 2018 trở xuống. Nếu mà cài bản cao hơn thì mình không mở được, tại vì cái này nó yêu cầu cùng phiên bản. Và máy của mình thì mình chỉ đang cài 2018 thôi, mà không nên cài bản cao hơn làm gì cả. Mình cũng chẳng dùng hết đâu. Nên là yêu cầu các bạn cài bản CC 2018 trở xuống. Nếu bạn nào mà muốn học về 3D nữa thì sẽ cài về cái phần mềm Maya 3D để mình học về 3D. Unity tất nhiên là phải cài rồi. Bạn tải Unity Hub về Active License lên rồi sẽ đấy để install bản Unity 2019.4. Thì cái slide này thì lát nữa mình sẽ share cho các bạn. Đây thì mình sẽ đi sâu hơn một chút về cái phần shape design. Shape design thì mình sẽ có chỉ kỹ thuật để điều khiển cái shape đấy theo ý mình muốn. Chỉ kỹ thuật đấy là gì thì mình sẽ học đến cái bài đấy mình sẽ học. Mấy còn giữ cái giáo trình ở đây không? Trong giáo trình thì mình sẽ học ở cái bài đây, bài 2. Bài 2 thì mình sẽ đi sâu hơn và mình học về shape design. Đây mình chỉ giới thiệu sơ qua. Tham minh cái tham minh thì mình sẽ sử dụng một cái thuật ngữ chung cho tất cả mọi thứ. Lúc này thì các bạn có thể chưa hiểu lắm, nhưng mà các bạn có thể mơ hồ hình dung ra được cái tham minh. Mình sẽ có một cái cột là intensity và một cái gọi là lifetime. Đó, thì mình sẽ sử dụng một cái thuật ngữ là intensity để mình kiểm soát cái tham minh của tổng thể của cả effect. Tại vì đôi khi một cái effect nó nhiều trạng thái, ví dụ như là cái gió hút vào, cái gió tụ vào đấy là một state này. Sau khi tụ vào xong thì nó sẽ bung ra cái gì đấy, đấy là một state chẳng hạn. Thì cái intensity của mình là sẽ là cái thuật ngữ chung để mà mình kiểm soát được tham minh của tổng thể tất cả các effect. Các state nó có độ dài ngắn khác nhau như thế nào thì mình cũng sẽ sử dụng intensity. Để cái bài mà intensity thì mình sẽ học sâu hơn. Tiếp theo đấy là về particle animation. Particle animation thì mình sẽ học cách là làm chuyển động cho hạt, làm chuyển động cho hạt particle ở trong game engine. Ở trong After Effects thì cũng có cái plugin cho mình kiểm soát hạt. Thì khi các bạn nắm được cách kiểm soát được cái hạt thì các bạn có thể làm việc trên bất cứ cái game engine nào, hoặc là trên bất cứ một hệ thống hạt nào. Ngày xưa mình đã từng nhận một job làm effect ở trên Xcode này. Không nhớ là Xcode hay là cái gì đấy, nhưng mà đại loại là cần phải có máy Mac. Mà mình thì mình không dùng máy Mac bao giờ, mình cũng không dùng cái phần mềm này bao giờ. Không dùng máy Mac bao giờ. Nhưng mà cái job đấy thì đợt đấy thì mình làm freelancer và mình không có job nên là mình cũng nhận luôn. Mình nhận thì mình lên mình xem mình tại vì công ty bên đó họ cấp cho mình cái máy Mac để mình làm. Và mình đến họ đến chỗ họ đến công ty của họ, xong rồi là mình ngồi đấy mình làm việc hết giờ mình đi về, mặc dù là freelancer nhưng mà mình làm việc theo kiểu on-site như vậy. Thì họ cấp cho mình cái máy Mac và có cài đặt Xcode ở trong đấy, thì mình mở lên xem và mình mở cái hệ thống hạt ra xem, thì mình thấy là cái hệ thống hạt của Xcode này nó còn đơn sơ và thuần khiết hơn cả hệ thống hạt của Unity. Và mình dựa vào tất cả những cái kiến thức mà mình biết về về hệ thống hạt trong Unity á, mình áp dụng vào cái Xcode này và nó hoạt động rất là tốt, nó hoạt động rất tốt và mình ăn cái job này rất là ngon, ăn cái job này 10 điểm. Mặc dù mình không biết Xcode là gì, mình chưa dùng máy Mac bao giờ, buổi đầu tiên thì nó hơi hơi ngượng tay tại vì là cái con chuột của Mac nó khác, nhưng mà mình làm cái job đấy trong 3 ngày.
đăng cái job đấy trong 3 ngày và mình chỉ sử dụng những cái kiến thức về particle animation trong UAT thôi. Đó. Đấy là một cái trải nghiệm khá là thú vị, hay ho đối với mình. Và từ đấy thì mình rút ra kinh nghiệm là chỉ cần các bạn nắm được những cái nguyên lý hoạt động chung nhất của hệ thống hạt thì các bạn có thể làm việc ở trên bất cứ một cái game engine nào, trên bất cứ một cái hệ thống hạt nào. Hoặc là khi các bạn biết về hệ thống hạt trong UAT, các bạn có thể control nó, các bạn kiểm soát nó, thì khi mà sang chop code ở trong After Effects á, các bạn cũng áp dụng tất cả những kiến thức từ UAT các bạn áp dụng sang, chính xác 100% luôn, áp dụng được hết luôn. Đó. Tất cả, tại vì tất cả hệ thống hạt nó đều dựa trên một nguyên lý hoạt động chung như vậy, cho nên là mình chỉ cần học những cái chung nhất là mình có thể kiểm soát được tất cả những cái phần mềm khác. Mà để mà các bạn hiểu kỹ, hiểu sâu và kiểm soát được thì các bạn cần phải làm bài về nhà, làm nhiều lần thì mới nhớ được. Tiếp đến thì mình sẽ đi đến một cái phần quan trọng để mà mình biết được là khi nào mà mình làm xong, khi cái effect này như thế này thì đã public được chưa, đã mang đi sâu chỗ này chỗ kia được chưa, đã cho portfolio được chưa. Đó, thì cái phần mà cái phần kiểm soát về đậm nhạt và độ tương phản đó, là cái phần mà sau khi mình làm xong effect rồi mình sẽ đi kiểm tra về đậm nhạt, đi kiểm tra về độ tương phản. Tuy nhiên á, sau khi các bạn học xong cái khóa này á, thì các bạn có thể là các bạn cần phải có hình dung trước trong đầu là các bạn sẽ có cái phần nào là tối, phần nào là sáng, giống như kiểu các bạn lên concept trong đầu trước khi các bạn làm á. Thì cái này là người ta lấy ví dụ cho mình thôi, lấy ví dụ là khi mà có độ tương phản và khi mà có đậm nhạt tốt thì effect nó sẽ như thế này. Còn cái này, khi cái này là sáng quá, đúng không? Cái này bị overbright, tức là bị sáng quá. Còn cái này thì mờ nhạt quá, tối. Thì người ta làm ví dụ cho mình thôi. Còn đến lúc mà mình làm được thực tế là mình phải hình dung trước trong đầu là phần nào tối, phần nào sáng. Ví dụ như những cái kiểu mà effect kiểu projectile như này á, thì cái phần đầu của nó mang cái lượng sát thương lớn nhất, là nằm ở phần đầu. Phần đầu này của nó mang lượng sát thương lớn nhất. Và cái màu cam ở đây thể hiện là nó có cái nhiệt độ cao. Nó có nhiệt độ cao và nó có lực sát thương. Chính vì thế nên cần phải làm nó sáng hơn các cái phần còn lại. Để mà làm sáng hơn các phần còn lại thì cái phần này nó phải giảm đi, cái phần này nó phải phần tối đi. Thì khi mà mình học về cái bài value và contrast thì mình sẽ học kỹ hơn về cái phần này. Tuy nhiên ở trong game engine thì nó lại phụ thuộc về mặt kỹ thuật. Tức là ví dụ như khi bạn red concept ở trong Photoshop á, các bạn có thể pick màu thoải mái. Nhưng mà khi vào game engine á, các bạn ở đây các bạn không được pick màu. Các bạn pick màu ở đây nhưng các bạn cần phải phụ thuộc về shader. Shader nó có cho phép các bạn làm chuyện đó hay không. Đó, các bạn cần phải dùng shader gì để cho ra được cái sắc độ như thế này. Thì cái đấy lại còn phụ thuộc về mặt technical. Thì học về cái phần material setup và shader thì mình sẽ học cách là làm thế nào để có được cái phần này nó sáng thì cần dùng shader gì, cái phần này nó tối thì dùng shader gì. Cái thêm một chút nữa, cái này thì mình nghĩ là cũng không cần thiết lắm, nhưng mà sẽ giới thiệu sơ qua để sau này nếu như có bạn nào đấy muốn đi sâu hơn về VBX thì các bạn cần phải biết. Đấy là một cái thứ vô cùng quan trọng, đấy là vector. Ngày xưa mình học cấp 3 thì mình học về toán vector. Mình nghĩ là nó chả ứng dụng gì cả. Nhưng mà đến khi mà mình động vào những cái thứ này, mình mới thấy là nó là cái thứ tức là cốt lõi nhất của mọi vấn đề. Đó chính là cái vector này. Vector ứng dụng trong rất là nhiều thứ. Nếu như bạn nào muốn đi sâu hơn thì các bạn có thể tìm hiểu vector. Mình sẽ mở cho các bạn xem cái tool này. Đó, có một cái gọi là vector field. Cái vector field tức là một cái trường của vector.
và những cái vector này nó sẽ điều khiển các cái hạt đã bay theo, ví dụ như là vector shield đây, xem lại được. Thì cái VFX Grab của Unity bản mới ra thì có hỗ trợ làm về cái vector field này. Cái hình dạng của vector field thì thế là những cái vector đấy nó sẽ điều khiển cái hướng bay của cái hạt. Và làm như thế nào để tạo ra cái vector field đấy thì nó là cái chủ đề khá nâng cao rồi và cần hiểu sâu hơn về các phần mềm 3D khác. Tuy nhiên thì cái vector nó khá quan trọng và nó ứng dụng rất nhiều trong rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong VFX thì nó ứng dụng rất nhiều luôn. Kể cả là cái turbulence và cái noise của particle thì cũng sẽ sử dụng cái vector field. Insert image thì sẽ ra. Đây. Đó. Thì những cái vector này nó sẽ đổi hướng. Đó, nó sẽ đổi hướng, ví dụ như các cái hạt của mình nó sinh ra nó bay theo cái vector nhé. Nếu mà hạt nó bay theo vector thì hạt nó sẽ bay lên đây rồi nó bay lượn lên đây. Đó. Thì mình sẽ kiểm soát cái đường bay của cái hạt dựa trên vector. Tuy nhiên cái này thì làm game AAA. Mấy kiểu này làm game AAA rồi, còn đưa vào game mobile siêu nặng. Game mobile không ai đã dùng kỹ thuật này cả. Mà thị trường ở Việt Nam thì chủ yếu là dùng game mobile. Cho nên là cái khóa học của mình thì mình không có đưa cái này vào. Cái này nó còn liên quan đến những cái kiến thức nâng cao ở các phần mềm 3D khác, nên là cái này mình cũng không có dẫn, mình chỉ giới thiệu sơ qua thôi. Đó. Đấy là số cái skill và các bạn luyện tập. Đây là một số những cái link tham khảo, một số những cái đường dẫn tham khảo, một số video tham khảo. Cái thứ nhất là cái buổi nói chuyện trên GDC của Jason Kaiser. Ông đấy là chuyên làm VFX. Trước thì ông ấy làm cho Riot, nhưng mà bây giờ thì ông ấy nghỉ Riot rồi. Thì trong cái buổi nói chuyện này thì ông ấy có cái buổi nói chuyện này thì ngoài cái Jason Kaiser ra thì còn có một người nữa. Thì cái chị đấy là làm VFX cho Hearthstone của Blizzard. Thì hai người đấy thì đã họ đứng lên chia sẻ về cái quy trình làm VFX cho hai game lớn nhất là game Hearthstone và game Liên Minh Huyền Thoại. Thì họ chia sẻ quy trình làm việc, quy trình làm ra game effect của hai game đấy như thế nào. Cái quy trình mà họ đi từ cái effect nó không được ổn lắm đến cái effect mà nó tốt, thì họ đi qua những cái câu hỏi như thế nào, họ trả lời những câu hỏi đấy như thế nào để đưa ra một cái effect cuối cùng. Thì trong video này họ đều chia sẻ hết. Thì có thời gian thì các bạn vào các bạn xem cái video này. Mình sẽ có gửi link luôn ở đây. Còn một video nữa quan trọng không kém đấy là VFX của Diablo 3. Diablo 3. Đây, thì cũng là một buổi nói chuyện trên GDC. Ngày xưa lúc mà mình xem cái video này thì chưa có trên YouTube đâu. Nhưng mà cái này thì mới up thôi. Where the texture will be added versus where... ông này là lead technical artist của Blizzard. Ông ấy có chia sẻ về cái quy trình mà Blizzard phát triển visual effect cho game Diablo. Đó, thì cái video này cũng khuyên các bạn nên xem hết. Đó. Thì mình xem này thì mình sẽ có cái nhìn toàn cảnh hơn. Thêm một cái nữa, cái này video này vui vui thôi. Cái video này thì bên Riot họ làm để họ làm để cho mấy bạn trẻ xem, mấy nói câu hơi khiếm nhã tí là cho trẻ trâu xem ấy.
tại vì nó hơi ngắn. Nhưng mà xem thì các bạn có thể hình dung được là tổng thể là game với Wake Up Tips thì họ sẽ làm những cái gì. VFX is of course an acronym that stands for visual. VFX is shorthand for visual effects. Thì cái này là nằm trong series của Riot Games, họ làm về từng vị trí một ở trong ngành game. Những cái vị trí đấy là sẽ làm công việc gì, cần những kiến thức gì. Thì cái này là một cái video gọi là giới thiệu về cái ngành nghề, giới thiệu về cái nghề này. Thì xem video này khá là vui, khá là fun. Các bạn xem giải trí. Are responsible for things like sparks, bullets, blood spurts, splashes, lasers, clouds, magic, light beams, fireballs, sword swipes, and tons of other stuff. It's an art form that requires one of the most diverse set of skills out of any in the game development process. And we're gonna learn all about it in this video. All right, let's go! Đó, thì các bạn về nhà xem mấy cái video này nha. Nó hướng dẫn, nó có giới thiệu rất đầy đủ về cái VFX Artist này. Cần học những cái gì rồi là nó sử dụng cái gì đó. Thì các bạn về nhà các bạn xem để hiểu rõ hơn. Trong cái slide này thì mình đã có share link đây rồi. Các bạn đã copy link ở trên kia, nhưng mà mình cũng có gửi link trên group rồi, các bạn cứ bấm vào đường link để xem thôi. Giới thiệu một chút về cái người mà gần như là đi đầu trong cái nghề này, đấy là ông Jason Kaiser. Thì ông ấy có kênh YouTube để các bạn có thể vào xem. Mình thì mình cũng học được rất nhiều từ cái kênh YouTube này. Tất cả những kiến thức nền cần thiết thì ông Jason Kaiser ông đã có chia sẻ, ông có làm video hết rồi. Ngoài ra thì ông này cũng có một cái khóa học dạy làm game effect. Tuy nhiên thì những cái kỹ thuật trong cái khóa học đấy thì sử dụng cho game AAA, kiểu game PC hoặc game console, game Xbox thì sử dụng cho những game lớn như vậy. Vì cái khóa học đấy thì mình đã có mua rồi, mình có học. Mình thấy là giáo trình có một số điểm, có một số bài trong giáo trình đấy thì mình học từ trong cái giáo trình đấy, sau đấy thì mình ứng dụng và mình thấy cái gì phù hợp với thị trường Việt Nam thì mình giữ lại và mình đưa vào giáo trình mới nhất đây. Đó. Đưa vào giáo trình mới nhất đây để dạy, để hướng dẫn lại cho các bạn. Thì cái khóa học của ông đấy đâu mất khoảng $100. Mình cũng không nhớ lắm, hồi xưa lúc mà mình, lúc mà ông ấy mới ra mắt khóa học thì mình mua luôn, nên là giá nó rẻ, bây giờ lên giá khá là cao rồi. Nhưng thì những cái kiến thức nền cơ bản thì các bạn có thể xem cái playlist này. Ông ấy có làm mấy cái những cái cơ bản nhất, ví dụ như gameplay này, shape này, value, color, timing này. Ông ấy có giảng khá là chi tiết về những cái phần này. Nếu các bạn có thời gian thì các bạn có thể lên đi xem. Hoặc là trong khóa học thì mình cũng sẽ có giảng kỹ hơn về những cái phần này. Ồ, cái này có được thêm ở đây luôn này.
năm đâu mày. Đây. Cả cái khóa học đấy thì có hai phần. Phần 1, phát 1, phát 2 đây. Phát 1 là 198 đô, phát 2 là 298 đô. Đó, mua cả thì là combo không biết gì đấy, nói chung là lúc mà ông ấy mới ra khóa học thì nó chỉ có một cái cục như này thôi. Tất cả những cái thứ này gộp chung vào một cục và nó có giá là khoảng 200 đô gì đấy. Đấy thì mình có mua về mình học, nhưng mà bây giờ thì do quá đông học sinh quá cho nên là ông ấy đã chia ra thành nhiều phần, đồng thời tăng giá từng phần lên. Sắp ra khóa khác ấy, mình nếu mà có ra khóa khác thì mình mua mình học. Hoặc là ông ấy có làm mấy cái behind the scene hoặc là breakdown của những cái effect có trong Liên Minh Huyền Thoại, các bạn có thể xem để các bạn học thêm. Rồi đến đây có ai có câu hỏi gì không? Đến đây có ai có hỏi gì không? Không ai hỏi gì à? Ok, không ai hỏi gì thì mình sẽ học tiếp. Tiếp theo là sẽ đi đến phần bài về nhà. Bài về nhà thì các bạn về nhà là các bạn cài cài cho mình Unity Hub này và Unity 2019.4 và cài After Effects CC 2018, cài bộ Chop Code này. Còn cái Autodesk Maya thì các bạn có thể cài hoặc không, cái này tùy. Giờ mình sẽ share cho các bạn cái phần install. Slide thì mình đã có up lên đây rồi, các bạn có thể vào vào xem slide. Share luôn cái này. Cái này trong này có phần bộ cài nha. Bộ cài thì các bạn có thể tải về rồi cho đi cài. Trong này có hướng dẫn hết rồi. Có hướng dẫn correct, hướng dẫn cài đặt hết rồi. Cái bài về nhà thì các bạn làm một số cái bài study. Một số bài study là các bạn kiếm một cái effect ở trên mạng. Các bạn thích cái nào thì các bạn pick cái đó. Thích cái nào thì pick cái đó về. Ví dụ đây mình thấy cái effect này hay ho thì mình tải về. Mình tải về sau đó thì mình sẽ study một số thứ như sau. Đây nhá, đây là cái này là cái concept này. Concept này mình tải trên mạng về này. Các bạn có thể tải cái effect nào các bạn thích thì các bạn tải về, không quan trọng lắm. Thứ nhất là mình sẽ phân tích xem là trong cái effect này người ta dùng những cái hình dạng gì, là có những hình gì thì mình lấy ra. Ví dụ như là các bạn không cần phải vẽ lại đâu nhá, các bạn cứ đồ lại cũng được, không sao cả. Cứ đồ lại cũng được, không sao cả. Thì đầu tiên là mình thấy là trong cái effect này người ta có dùng hình ống sao. Đây người ta có dùng hình ống sao. Mình đồ lại hình ống sao đấy, mình xếp vào đây. Mình thấy tiếp theo mình thấy là người ta có dùng cái hình dấu chấm than này. Nó như kiểu là cái dấu chấm than đấy. Chỉ có thiếu dấu chấm đây thôi nhưng mà không dấu chấm than đấy. Thì mình cũng đồ lại cái hình này, mình xếp vào đây. Người ta có dùng những cái hình tròn.
người ta có dùng mấy hình tròn này, thì mình cũng lấy cái hình tròn đấy mình xếp vào đây. Rồi người ta có dùng cái hình ellipse, đúng không? Mấy cái hình ellipse đây này, mình cũng lấy hình ellipse mình xếp vào đây. Đó, đơn giản thôi mà, cũng chả có gì phức tạp đây cả, mình chỉ đồ lại thôi, không phức tạp gì cả. Có cái phần này thì nó hơi lằng ngoằng, tại vì nó có cái phần này nó ánh sáng nó che đi mất, nhưng mà mình cũng đồ lại luôn, ra mình đồ lại cái phần này luôn. Đó. Các bạn có thể dùng pen tool, dùng lasso hoặc là dùng bút cũng được. Mình lấy cái xếp này ra, mình xếp vào đây. Đó. Lấy hình này ra xếp vào đây. Mình thấy là nó có một cái hình, mình thấy ở đây nó có một hình màu vàng trông khá là hay ho. Đó. Nó có hình màu vàng đây trông hay ho. Đó. Mình cũng lấy ra. Đó. Mình thấy thích cái nào thì mình lấy cái đấy ra thôi, cũng không quan trọng lắm. Đó. Thì mình cũng lấy hình này ra, mình xếp vào đây. Đó. Đấy là mình sẽ lấy ra tất cả những cái hình dáng mà cái effect này nó sử dụng. Đó. Mình lấy ra thì mình xếp vào đây. Đó. Và tiếp theo là cái hình dáng tổng thể của cả cái effect, đúng không? Cái này chỉ nhìn cái nhìn sơ qua cái concept này thì mình thấy là cái này nó nổ ra trên mặt nền. Đó, cái mặt mặt nền đây, sau đó thì bên trên cái nền này nó có cái vụ nổ. Đó. Thì nó sẽ là cái hình bán cầu như này, đúng không? Hình bán cầu. Đó. Thì cái hình dáng tổng thể của nó là cái hình bán cầu. Đó. Mình phân tích cái hình dáng tổng thể của cả cái effect đấy luôn. Ở bên trong nó có một cái lõi, cái cục bên trong đây. Cục bên trong nó có một cái hình nhỏ bên trong, bên ngoài nó cũng có một cái bên ngoài đó. Thì mình quan sát thấy nó như vậy thì mình lại vẽ thêm một cái hình dáng tổng thể nữa ở bên trong đó. Cái này nó cũng là cái hình bán cầu đó. Cái mặt phẳng của mình nó như thế này đó. Cái phần top view đây, top view khi mình nhìn từ trên nhìn xuống, đúng không? Thì nó là hình bán cầu, cho nên là cái mình nhìn từ trên nhìn xuống thì nó sẽ là hình tròn. Còn nhìn phối cảnh 3D thì nó là hình bán cầu như thế này. Cái này để các bạn hình dung được cái khối 3D của cả effect. Cái set cái hình dáng nhỏ bên trong này, sau đấy thì cái hình dáng tổng thể của cả cái effect này. Được chưa? Một này, hai này. Đó. Tiếp theo là cái phần pick màu. Đó. Mình sẽ lấy màu của cái effect này. Ở đây thì mình có pick ra 6 màu. Đầu tiên là cái màu trắng nó bên trong này, sau đấy thì đến màu vàng, đến màu cam này, đến cam hơi phớt hồng, đến màu tím, đến màu xanh này. Đó. Thì mình sẽ làm một cái ví dụ. Mình sẽ nhân cái giải màu này lên, Ctrl Z nhé. Nhân cái giải màu lên. Và cái giải màu nhân lên mình chuyển sang đen trắng. Khi chuyển sang đen trắng thì các bạn thấy là ở đây cái màu này pick có vẻ không được mượt lắm. Các bạn pick làm sao để cái màu nó mượt từ độ đậm đến độ sáng này. Ở đây các bạn pick lại cái phần màu này. Pick lại cái phần màu này. Thì các bạn pick màu thì chú ý là pick màu xong các bạn kiểm tra đen trắng. Đó. Kiểm tra đen trắng cho mình. Đến khi nào mà cái đen trắng của các bạn nó được thành một giải màu liền, nó không bị cấn. Cái này nó bị cấn ở đây, chỗ này nó bị đậm hơn này. Đó. Đậm hơn, chỗ này sáng hơn này. Còn cái này sáng là đúng rồi. Cái này nó sáng ở đây xong nó tối này. Tối xong lại đi đến sáng thì cái phần này đây nó hơi bị cấn. Này hơi bị cấn. Đó. Các bạn pick màu làm sao mà nó không bị cái vệt cấn này thì là đạt. Okay. Mình sẽ đi được cái giải màu này, đến cái màu này, đi thẳng tuột một mạch trơn tru luôn, nó không bị vệt đây thì là ok. Là pick màu.
Pick màu xong thì mình sẽ đi đến cái phần là mình sẽ phân tích về đậm nhạt của nó. Cái thứ nhất là ở đây nó dùng cái những cái hình dáng này, nó dùng cái đường viền màu đen. Nó dùng cái đường viền màu đen ở trên cái này để nó làm nổi bật lên so với cả những cái yếu tố ở bên cạnh. Mình nhìn phát là mình nhìn thấy cái hình sao này nó nổi lên luôn so với cái bên cạnh, so với những cái xung quanh thì nó nổi lên luôn. Đấy là một cách để nó làm nổi bật chi tiết của cái effect lên bằng cách là nó sử dụng cái stroke, sử dụng cái viền ngoài của effect. Cái việc mà tách lớp rất là quan trọng nha. Với các bạn artist thì chắc là các bạn cũng biết cái chuyện này rồi. Nếu các bạn vẽ tranh, vẽ artwork hay là vẽ concept hay vẽ character hay vẽ cái gì đấy, bất cứ gì đấy, các bạn cần phải biết về việc tách lớp để cho các cái phần trên cơ thể hoặc là các cái phần trong cái bức tranh của mình nó được có chiều sâu, nó tách lớp ra. Thì trong VFX thì mình cũng sẽ sử dụng cái nguyên lý tương tự, đấy là mình sẽ chuyển sang đen trắng để mình phân tích xem là cái effect này nó có tách lớp hay không. Thì ví dụ như cái effect mà mình chọn đây thì nó có tách lớp, nó có tách lớp bằng hai kỹ thuật. Cái kỹ thuật đầu tiên đấy là nó sử dụng cái nét vẽ của cái hình ông sao ở đây. Nó sử dụng nét vẽ để cho cái mắt người nhìn thu hút vào cái đường này. Thì nó nhấn mạnh vào những cái hình này, nó muốn nhấn mạnh vào những hình này, nó muốn người xem những cái hình này, cho nên là nó nhấn mạnh ở đây bằng cách là nó vẽ những cái đường viền đen đậm ở xung quanh. Cái thứ hai ở đây là nó muốn làm nổi bật cái vùng lõi trung tâm của cái vụ nổ, cho nên là nó tách lớp ra. Đó. Cái lớp đằng sau trong cùng thì là cái lớp mà có màu nhạt này. Sau đấy thì lại đến tiếp cái lớp tiếp theo là có màu đậm hơn. Sau đến lớp tiếp theo nữa thì là cái lớp có màu sáng. Xong lớp ngoài cùng thì là lớp có màu trắng. Đó. Thì nó tách ra nhiều lớp như vậy để cho cái effect của mình nó có chiều sâu. Nếu như mà không tách lớp thì cái effect của nó sẽ bị mờ nhạt đi. Ví dụ đây mình làm cho nó xấu đi nhé. Mình làm cho nó xấu đi bằng cách là ví dụ mình bỏ cái lớp đậm đi. Nếu như mình không có cái lớp đậm này á, thì cái shape nổ ra nó sẽ bị mờ hoặc là nó nhìn không rõ. Đó. Thì nó sử dụng thêm cái lớp màu đen đậm nữa để làm nổi bật cái hình dáng của cái shape impact lên. Đó. Nếu bây giờ mình không tách lớp thì mình rất là khó nhìn thấy, đúng không? Mình rất là khó nhìn thấy cái tia nổ ra, tại vì nó muốn nhấn vào cái tia nổ đấy, cho nên là nó mới phải thêm một lớp ở đằng sau, đó, để tách hai lớp này ra, đồng thời làm tăng chiều sâu của cả effect lên. Nếu như mà không có thì nếu không có cái lớp đen này thì cái effect nó xấu hẳn đi. Thì đấy là một cái kỹ thuật tách lớp. Nếu bạn nào mà muốn xem thêm về tách lớp thì các bạn có thể search cái từ khóa là Notam Study. Notam Study là ngày xưa mình học về Environment Concept á, thì mình được học về cái Notam Study này. Thì đây là một cái kỹ thuật mà các cái họa sĩ vẽ tranh phong cảnh người ta sử dụng để tách lớp trong tranh. Thì người ta chỉ sử dụng hai màu đen trắng và chia các mảng ra. Ở đây ví dụ đây cũng là một cái bài Notam Study, tức là chỉ sử dụng hai màu trắng đặt trên màu đen và màu đen đặt trên màu trắng, cứ như vậy chia làm nhiều lớp để tách biệt các lớp trong tranh ra. Ví dụ trong tranh để có cho trong tranh nó có chiều sâu, hoặc là Notam Study ví dụ cái này. Đó. Ta chỉ dùng hai màu đen trắng
để nhấn vào là cái phần nào và phần trung tâm đó, để kiểm soát được độ nhạt nó tốt hơn đó. Thì giúp trong tranh người ta tách lớp được đó, tách lớp trong tranh này. Hoặc là Nota Study cũng không những là ứng dụng trong tranh phong cảnh mà còn ứng dụng trong cả vẽ concept, vẽ character nữa. Đấy là cái sứ mệnh của việc là thấu hiểu được đậm nhạt, tách lớp. Ví dụ như mấy cái bài vẽ mực nho đi. Mực nho là cái bài mà là bản chất của cái thể loại mực đấy là nó, cái nét bút nó rất là sắc. Và nó sử dụng trong vẽ tranh giúp là tách lớp ra. Đây ví dụ như là đây các bạn thì có thể thấy là cái nền trời bằng đằng sau là màu trắng đúng không, và cái núi thì nó màu đậm hơn đó. Và cái mực nho, cái mực tàu ngày xưa giúp nó có cái nó đọng mực rất là nhanh và nó làm cho cái nét vẽ của mình nó sắc, và cái sắc nét là cái giúp cho tranh phong cảnh nó có cái chiều sâu và tách lớp được ra. Chứ còn vẽ tranh phong cảnh ít người người ta dùng cái bút mềm lắm. Ví dụ như là đây cũng là một cái mà giúp cho cái tranh của mình nó tách được ra này. Thì cái việc mà tách lớp trong tranh nó giúp cho người xem nhìn cái bức tranh nó chân thực hơn, nó có chiều sâu và ứng dụng được cả trong VFX. Tức là khi mình làm thì mình cần phải biết được là cái effect này của mình nó có chia lớp không, nó chia làm bao nhiêu lớp và các lớp nó chồng lên nhau như thế nào. Ví dụ đây mình có thể vẽ, mình study của nó thì mình thấy là nó có một cái lớp màu này. Đây, nó có một lớp màu này. Sau đó thì bên trên cái lớp màu này nó có một lớp màu đậm hơn. Đó. Xong bên trên cái lớp màu đậm này thì nó lại có cái màu này. Đó. Xong bên trên lớp màu này thì nó lại có cái màu trắng. Đúng không? Một lớp màu trắng. Đó. Thì nó tách lớp ra như vậy. Cho thứ nhất là để nhìn rõ chi tiết, thứ hai là để có effect của mình có chiều sâu. Rồi, ok. Đấy là về study. Các bạn có thể lên mạng search effect, rồi các bạn thích cái nào thì các bạn pick cái đó. Cứ study theo cái ý hiểu của mình thôi, không cần chỉnh chu lắm. Và mình có thể mở cho các bạn xem bài của các bạn khóa trước. Cái này là bài 2 mất rồi. Cái này là bài 2 phân tích shape này. Ông kia bài 1 ông cũng không làm luôn ạ. Bó tay. Cái việc mà study như vậy giúp các bạn thứ nhất là các bạn làm quen được với cả việc dùng các cái hình dáng khác nhau. Thứ hai là các bạn pick màu của người ta, tạo ra một cái thư viện màu trong trí nhớ của mình. Đây. Bạn ấy lấy cái effect này, lấy cái concept này. Đây là cái concept ở trên mạng này. Sau đó thì bạn ấy study về các cái shape này, các cái hình dáng mà cái concept này nó sử dụng. Đó. Thì khi mình học thì mình cũng có phần nào mình mơ hồ, mình làm quen được với cả những cái hình dáng có trong VFX này. Ví dụ như ngày xưa các bạn vẽ củ cà rốt. Đó, vẽ củ cà rốt này. Đó, xong nó có cái lá ở đây đúng không? Nó có cái gạch đó. Thì đấy là dựa vào trí nhớ của các bạn. Còn khi các bạn vẽ nhiều những cái thứ mà nó loằng ngoằng như này á. Nói là loằng ngoằng nhưng thực ra nó không loằng ngoằng đâu. Nó có nguyên lý của nó cả đấy. Thì các bạn vẽ nhiều thì sẽ tự nhiên các bạn sẽ nhớ được thôi. Nhớ được thì sau này sẽ vẽ nhanh hơn. Mới đầu thì vẽ chậm nhưng mà mình càng study nhiều thì mình sẽ càng vẽ nhanh hơn và đẹp hơn. Đó. Cái này phụ thuộc vào cái thời gian các bạn luyện tập. Các bạn bỏ ra bao nhiêu thời gian các bạn luyện tập thì các bạn sẽ lên tay nhanh. Nếu mà túc tắc mà học thì sẽ lên dần dần. Thì đó, những cái hình dáng. Ở đây tuy nhiên thì trong cái bài này bạn ấy bị bỏ sót mất cái miếng ngon nhất. Cái miếng ngon nhất chính là cái phần
đó chính là cái phần lõi trung tâm của cái concept này. Cái lõi trung tâm nó có cái hình này khá là đẹp, các bạn ấy không lấy phần lõi này, các bạn ấy không lấy. Còn cái hình dáng tổng thể của cả cái effect này thì nó là hình tròn rồi, nó là hình cầu dễ rồi. Sau đó để pick màu để các bạn biết được là cái effect mà các bạn chọn á là nó bắt mắt các bạn rồi đúng không, là các bạn thích nó rồi đúng không. Khi các bạn pick màu thì các bạn biết là nó sử dụng những cái màu này để nó thu hút mình, thì mình sẽ lấy lại cái màu này để sau này mình thu hút người khác. Đúng không? Thì vì khi các bạn thấy thích nó rồi, các bạn biết là tại sao mình thích nó. Mình thích nó thứ nhất là nó dùng những cái hình dáng khá là thú vị này. Nó có lồi ra lõm vào này. Đó. Nó có dày mỏng ngắn dài khác nhau này. Cái hình dáng nó khá thú vị này. Cái thứ hai là nó cái thứ mà nó bắt mắt mình này. Cái thứ hai nó là cái màu sắc này. Cái màu sắc nó không dùng một màu mà nó dùng nhiều màu. Đó. Mình nhìn tổng thể mình thấy là cái này nó dùng màu xanh. Nhưng nó màu xanh nào, nó có rất là nhiều màu xanh đúng không? Thì khi mình pick ra mình thấy là nó có 6 cái màu. Tính thêm cả cái màu gần như màu trắng ở đây nữa là 6 màu nha. Không pick màu trắng hoàn toàn mà không có màu đen hoàn toàn. Nếu như màu đen hoàn toàn thì là pick màu đấy nó bị fail. Cái concept này nếu như mà chấm ra kiểu gì cũng có cái màu đen hoàn toàn, là màu đen hoàn toàn là fail. Là mình không có dùng màu đen hoàn toàn, mình cũng không dùng màu trắng hoàn toàn. Khi mình pick màu thì mình pick vào cái chỗ nào. Nhưng ở đây thì nó đúng ở cái chỗ nào nó không dùng màu trắng hoàn toàn. Đúng không? Cái này là cái gần trắng. Nó vẫn có màu xanh bên trong, nó là cái gần trắng rồi. Còn cái này gần như là màu đen. Nhưng mà chấm vào nó không phải màu đen hoàn toàn, khả năng là thế. Đó. Thì lưu ý khi pick màu là mình không pick cái màu đen hoàn toàn và không pick cái màu trắng hoàn toàn. Còn cái phân tích về cái này thì dễ rồi, top view nhìn xuống hình tròn, còn cái này thì fail rồi, tại vì nó có trên mặt nền đâu mà cắt như vậy, cái này fail đúng không, cái này nó hình tròn mà nó có nền đâu mà cắt. Cái này là bạn hình như bạn lấy của mình như sao ấy. Còn việc là đây sử dụng cái tách lớp này, đó. Sử dụng màu đậm trên nền màu trắng để tách lớp này, thì cũng đúng ở cái lõi trung tâm, hoặc là cái bạn ấy chọn bài này, ok bài này thì cái shape này bạn ấy lấy không được lắm, ra cái shape này người ta vẽ cũng không được thú vị lắm đâu, nó hơi tức là nhìn nó không ra rõ cái chất của nó ấy. Ví dụ chất lỏng thì không ra chất lỏng, khói không phải khói, mà lửa không phải lửa, nó chả ra cái chất gì cả, trông nó không được, nhìn nó không được rành mạch rõ ràng lắm, nên lấy cái shape này thì cũng gọi là study thôi chứ cũng lấy thì cũng không dùng được. Mà concept này cũng không phải là concept gọi là xuất sắc lắm. Mình study thì mình lấy tạm cũng được, nhưng tuy nhiên thì màu nó lại tốt đó, cái giải màu nó lại tốt, nhưng mà bạn này pick màu thì lại bị pick màu bị fail. Cái màu này phải là cái màu sáng nhất, sau đấy những cái màu là cái màu tối nhất. Nhưng mà pick màu này bị fail, đáng ra phải là cái màu này. Đúng không? Đúng ra nó phải là cái màu trắng ở bên trong này. Là cái màu này. Sau đấy cái màu vàng này mới là cái màu tiếp theo. Bị fail. Tách lớp thì tốt. Cái phần này tách lớp. Tuy nhiên tách lớp này thì hơi gắt. Những cái effect của tàu khựa thì họ sử dụng cái tách lớp rất là gắt như này này, tức là hai cái màu, cái mảng trắng đặt trên cái mảng rất đen đó, hai sắc độ là chênh lệch nhau rất là lớn này, hai sắc độ chênh lệch nhau rất là lớn. Thường thì trong những cái effect của tàu khựa thì họ sẽ sử dụng kỹ thuật này, tách lớp rất là gắt. Tuy nhiên cái effect mà mình pick vừa nãy thì cái sắc độ họ pick không gắt lắm, họ chuyển rất mượt đúng không, pick không gắt lắm. Thì thường nếu mà pick mà gắt hơn thì thì chỗ này mình sẽ đẩy cho nó tối hơn. Đó. Này mình sẽ đẩy cho nó tối hơn.
Nếu mà đi theo kiểu tàu khựa thì mình sẽ pitch cho nó gắt hơn. Ngoài này cũng sẽ gắt hơn. Nhưng mà mình thì thế, tùy khẩu vị từng người thôi. Mình thì mình không thích kiểu gắt gao như vậy. Mình thì mình không thích kiểu gắt như vậy. Tuy nhiên thì trong vài trường hợp thì mình vẫn phải đẩy đến mức này. Với những effect kiểu nó nhanh quá, effect nó nhanh quá chỉ diễn ra trong khoảng 1-2 frame thôi ấy, thì mình bắt buộc mình phải tăng cái độ tương phản lên để cho mắt người ta nhìn rõ hơn và người ta ghim lại thêm vài frame ở trong não. Nó có cái tác dụng là ghim ghim cái hình ảnh này sâu hơn vào trong não với cái độ tương phản cao như vậy. Còn với độ tương phản mà mờ nhạt như này, nó chỉ phù hợp với những effect nào mà diễn ra trong khoảng 5 đến 6 giây hoặc là thậm chí 10 giây hoặc diễn ra lâu hơn, thì cái độ tương phản thấp như này nó có thể sử dụng được. Tuy nhiên với những effect mà nó diễn ra nhanh quá thì mình phải bắt buộc mình phải đẩy cái độ tương phản lên cao như vậy để cho cái hình ảnh này nó lưu sâu hơn vào trong não người xem, giúp lưu lâu hơn và người xem người ta biết được đấy là cái gì. Nếu mà nhanh quá người ta không kịp nhìn. À, thì đấy là một số những cái ví dụ về bài về nhà. Khóa trước thì có mấy bạn bạn Hùng này. Bạn Hùng này có theo khóa từ đầu đến cuối, có làm bài bài cuối khóa luôn này. Còn mấy bạn kia thì hơi hơi chơi bừa, là có làm bài, có bài làm có bài không. Cái bài này thì màu khá là tốt này, pick màu rồi là tách lớp, rồi là lấy các cái đường lấy các cái hình dáng ra để dùng. Cái này thì độ tương phản không không được hay lắm. Cái shape này cũng hơi xấu, shape này cũng hơi xấu. Cái này là khói đây, mà khói nhưng mà khói này hơi tròn, vai tròn quá. Tuy nhiên thì study thôi nên là mình cứ thoải mái, mình không không nên quá khắt khe làm gì. Study thôi mà, mình thấy thích cái nào thì mình pick cái đấy thôi, thích cái nào thì mình cứ lấy cái đấy. Thì cái slide này thì các bạn có thể vào trong cái thư mục và mình vừa share đấy. Cái slide vào trong thư mục data này. Vào trong data thì mình đã có up slide lên rồi. Trong slide thì có đây fundamental 10 bài. Thì các bạn có thể vào các bạn xem, hoặc là các bạn tải cái file PSD này về xem. Tuy nhiên thì nó là cái công sức và chất xám của mình cho nên là nó cũng có bản quyền, hay là các bạn không 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 được share. Không, nếu như mà bạn nào có hứng thú học thì các bạn có thể share cho các bạn đấy, nhưng mà không share tràn lan, không share linh tinh, cái thuộc về vấn đề gọi là bản quyền rồi. Ok, thì nếu như mà không có bạn nào có câu hỏi gì thì buổi hôm nay mình dừng ở đây. Các bạn chỉ có làm bài về nhà, làm nhiều nhiều một chút. Khóa trước thì các bạn ấy làm 2 bài, tại vì mình yêu cầu các bạn làm 2 bài nên các bạn ấy làm 2 bài. Các bạn cứ làm nhiều nhiều vào, làm nhiều thì tốt cho các bạn thôi chứ tốt cho mình đâu. Đó, nên là bài về nhà thì cứ làm đi, có thời gian thì dành thời gian study thêm, tại vì cái việc study này giúp các bạn làm quen hơn, rồi giúp các bạn phân tích hơn, rồi là có lưu được cái nếu các bạn study đủ nhiều quá thì các bạn lưu được cái thư viện màu để sau này các bạn có thể tự pick màu lại. Lưu lại thành thư viện của riêng mình rồi sau này mình dùng. Study thì tốt cho các bạn thôi.